Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong ngày có nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 35 độ, khu vực vùng núi cao trong khoảng từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Cụ thể như sau. Tại khu vực thành phố Lai Châu dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20 đến 31 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 21 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên có nhiệt độ dự báo nằm trong khoảng từ 19 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhùn có nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 19 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo nằm trong khoảng từ 21 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Chắc hẳn quý vị cũng đã nhận thấy những cơn mưa dông trong ngày hôm qua đã khiến cho nền nhiệt độ giảm từ khoảng 3 đến 5 độ C. Thời tiết dịu mát hẳn, mưa sau những chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục 39 đến 41 độ C thì rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra, thì quý vị và các bạn và bà con nhân dân cần đặc biệt chủ động phòng ngừa. Trên đây là những thông tin cảnh báo và dự báo về thời tiết trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Kính chào tạm biệt quý vị.